Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Đó, hôm nay thì mình đang cùng với lại em Hạnh đang đi sửa bờ ao đây. Thì ở video trước thì mình làm ở cái vế cái đằng bên tít đằng xa kia, nhưng mà đến hôm nay thì mình đã chuyển sang cái vế đằng bên này rồi các bác nhá. Thì hôm nay thì em Hạnh lại đứng ở trên, mình đứng ở dưới để làm hoàn thiện cái phần mặt bằng này để cho cách cái mặt nước này khoảng 1 mét hơn 1 mét. Xong sau đó là mình mới ép bờ và làm phẳng những cái phần bên ngoài nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái vế đằng sau kia, còn em Hạnh thì em cứ đi ra cái vế đằng này, còn mình thì là sẽ làm ở đằng sau để cho nó đỡ mắc nhau anh em nhá. Đấy, buổi sáng nay thì mình đã dọn được cái phần dọn được hết cái phần cỏ, em Hạnh dọn phần cỏ ngoài kia và mình đã làm cái phần đường ở phía đằng này rồi đó. Vừa rồi thì mình vừa mới lưu cái đường cũng như là cái bờ này để cho nó chặt nha anh em nhá. Chỗ nào nó lõm thì mình sẽ bổ sung vào đấy, để cho nó chặt, cho nó chắc cái bờ đấy. Chỗ này là nó hơi lõm xuống một chút này đấy. Cái này thì sẽ gạt nó ra đấy. Bây giờ mình sẽ đi lên để lấy cái phần mặt bằng ở phía bên kia. Cái chỗ này lúc trước thì cái bùn ở dưới nó rất là sâu. Đây mình quay ra mình thử cái bùn cho anh em xem này. Nó cũng ngập cái gầu của mình nhá. Đây như này là chưa đến đáy này. Đây tầm này mình đến đáy này. Đấy, đến cái ác chính của mình luôn. Như vậy là nó rất sâu ở dưới. Cực kỳ sâu luôn. Chính vì vậy là mình sẽ làm cái bờ nó chắc, không có sau này là nhỡ mà khi mà dâng nước lên nó tụt mất bờ ấy các bác. Như vậy là mình làm cái phần đó cho nó chắc cái bờ lại, lu lèn nó đàng hoàng, xong bắt đầu là mới đi như thế này. Bởi vì cái đất này nó đổ lấn ra ngoài một ít, nó có đất mượn đấy. Cái bờ bên kia thì em Hạnh hôm qua đã làm ok rồi. Bây giờ mình tiếp tục là làm đi theo cái bờ này anh em nhá. Cái này thì cứ cào vậy thôi. Cái bờ ở phía bên ngoài thì mình đã chỉnh nó cũng đã tương đối rồi. Đây này, những cái bờ này mình đã chỉnh nó đã tương đối rồi anh em nhá. Lúc nào mình đi mình vét những cái bờ ấy, đất cái bùn này nữa thôi. Đấy, bây giờ cứ cào cái đất này về để lấy mặt bằng đã. Đó. Vừa rồi thì mình làm cái giải đất nó dài ra kia thì để đất nó dài như vậy thì mình đi lại nó sẽ dễ. Cái đất thừa thì mình sẽ cho ra những cái mép này để lúc mình ép cho nó dễ này, cho nó vuông cái bờ ao này. Đó. Nắn luôn anh, nắn luôn cái mép bờ ao để lúc mình ép ta phần ta luy dương, ta luy âm kia cho nó dễ anh em nhá, cho nó được vuông. Ok, tiếp tục tiến lên tiếp thôi. Nó tính căn căn nó khoảng độ hơn 1 mét mặt nước. Đây ở trong chân này thì mình cứ vét cho nó sạch. Cái phần chân to ly này thì sau này người ta sẽ xây móng kè. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cái này thì mình cứ để như thế này đã anh em nhé. Cứ để như thế này để anh chủ nhà ấy muốn để cho cái đất nó liền thổ lại. Đó. Cái phần bờ bên trên thì mình chưa cần phải lu lèn đâu anh em nhé. À chưa cần phải gạt phẳng đâu. Lát nữa mình dưa lên mình dùng ben mình gạt cho một đường là ok thôi, là nó sẽ phẳng. Ok, tiếp tục tiến lên tiếp. Đấy, mặt bằng thì nó cứ đi theo mình như vậy thôi. Đó. Chỗ này nó hơi cua cua một tí, cái bờ này nó hơi lồi này. Đấy, tỉa thêm một ít đất cho nó vuông vuông cái đất xuống à. Nó vuông xuống như thế này thì sau này nó sẽ cái đường đi nó sẽ vuông vắn. Rồi
bên trong nó hơi thấp hơn một tí. Lát nữa mình lưu nó lún nó là vừa. Cái bên ngoài nó cao hơn thì nó cũng lún mà. Đó. Tiếp tục tiến lên tiếp anh em nhá. Như thế này thì nó nâng lên khoảng 3 đến 2 đến 30 phân, 25 30 phân gì đó. Tiến lên anh em nhá. Đóng chân này thì mình sẽ bấm cho nó thẳng luôn. Nó cái đất nó vừa có mà mặt bằng nó lại được vuông vắn đẹp. Này là ok anh em nhá, tiếp tục tiến lên tiếp này. Chỗ này này, cái đoạn gốc dừa này thì nó sẽ vẫn ăn thẳng được, không phải tránh gốc dừa. Cái dừa này nó người ta trồng nó sâu vào trong. Đó. Đây là bắt đầu nó hết đất rồi. Hết đất thì mình sẽ có phương án đó là sửa trong chân ta lui hoặc là múc ở đằng sau máy của mình giật ngược lại. Đây này. Múc ở đằng này giật ngược lại cũng được này. Đấy, trên này em anh em mới thừa ít đất đây này. Quay tạm vài gầu anh em nhé. Cái ủ của gốc dừa này thì nó cũng khá là cao đấy. Vét bớt cho mình ít. Đấy, bấm cho nó vuông xuống. Mà đất gạt ra đây đó. Tiến lên tiếp anh em nhé. Đấy. Chỗ này thì nó cũng tương đối thẳng rồi. Hôm trước mình đã bấm vào cái mép này rồi, nó tương đối thẳng rồi cho nên là không phải ấy nhiều nữa, không phải múc nhiều nữa. Gần cái đó bãi đất đây rồi, múc cho vài gầu đất nữa là xong rồi anh em nhé. Là làm ra đến đây thì mình sẽ quay ra kia để mình ép cái phần ta lui, là phải ép một đoạn ta lui cho anh em. Đấy, thêm cho khoảng độ một gầu nữa, hai gầu nữa. Xong là lại cào ra thôi. Đó. Nếu mà cái
cái này mình gạt ra thì nó cũng đẹp đấy, nhưng mà không cần thiết anh em ạ. Lát nữa thì đằng nào mình cũng đi lên dùng ben mình ủi mà. Ok. Tiếp tục sửa cái góc này. Tiếc nó không thừa này. Đấy, múc thêm 2-3 cầu. Cái này nha các bác nhá. Nốt cầu đất này thôi, đến đoạn này thì mình sẽ để mình xử lý ở video khác. Còn bây giờ mình sẽ tiến ra đằng trên kia để làm lu lèn cũng như làm cái mặt bằng, xong sau đó là vét cái phần ép cái phần ta lì ở dưới. Bây giờ thì mình đi xích nó sát ra đến mép được anh em nhá, bởi vì ở dưới mình đã lu rồi. Lu lèn cho nó thật là chắc vào. Đây này. Trước mình chạy tí tít đằng trên đằng này anh em nhá. Đây, lúc trước mình bắt đầu là mình đi từ chỗ này. Bây giờ mình sẽ lu cái đường ra anh em nhá. Đây. Đấy, đằng trước này là mình đã lu rồi, lúc sáng mình ủi một đường men này. Đó. Bây giờ quay lại. Ủi cho một lớp men này nữa. Hạ cái men này giống ủi cho một lớp men. Như này là cứ thế là đi theo thôi. Đó. Như vậy thì cái mặt bằng của mình nó thứ nhất là nó đã hiện lên, thứ hai là đã qua lu lèn thì nó rất là chắc chắn, không sợ là nó bị sạt lở nữa. Đó. Như này là mặt bằng của mình nó đã bằng anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại đằng sau xa này để mình ép phần ta luy này. Cái đất mình nắn phần ta luy này đã đủ rồi, nó đã cân đối rồi, bây giờ không cần phải bù thêm. Đất thừa mình ép thì mình sẽ bỏ hết lên trên thôi. Còn là cái đường này đi đến đâu thì lúc quay lại mình sẽ gạt đường bên là một đường nữa là xong. Đây, bắt đầu ép từ cái chỗ em Hạnh em ấy đang ép dở đây. Đó. Đầu cầu này nhá. Đây, từ chỗ này anh em nhá. Đấy, cái lưng cầu mình ép vào đó. Ok. Cái chân nó mình đã ép trước rồi cho nên là phần ngọn của nó thì nó sẽ không bị lệch đi đâu. Đấy.
thì mình sẽ gạt nó ra, nó vuông vuông cái chân trông nó sẽ đẹp hơn. Ok, tiếp tục tiến lên tiếp, chỉnh luôn cần kỹ thuật cho nó ngoẹo xong bên cạnh này để mình ép được xa nhá. Đó. Đảm bảo chắc chắn để nó không bị lở anh em nhé. À, gạt luôn cái phần ở dưới chân của nó. Đất thừa để trên sau nó rơi xuống dưới đi. Đó. Ok, tiếp tục tiến lên tiếp nhá. Đấy, bắt đầu từ chỗ này là chơi em này. Đó. Ok, tiếp tục tiến lên. Lại một chút nhá. Thế nào nó lồi quá nhìn nó không được đẹp mắt thì mình sẽ phải xử lý ngay. Nó còn lên lúc đi xa rồi không xử lý được. Đó. Đấy. Cái đường này thì không cần đâu. Đường này sau này mình sẽ xử lý sau. Đường này sau này ủi là được anh em ạ. Đó thì cái đoạn này là đoạn cua anh em nhé. Còn cái video này nó khá là dài rồi. Cái đoạn này là cái đoạn cua thì mình sẽ làm một nửa đoạn cua này. Đây, làm thêm khoảng 2-3 phút nữa thôi. Xong là mình xin kết thúc cái video thôi. Bởi vì là video của mình cũng rất là dài. Cua thì mình sẽ nắn theo cua anh em nhé. Làm cái chân cho nó sạch đi. Ok. À. Ok. Cái chỗ cua này thì mình cứ tiến máy để cho nó vuông góc này, cái phần ta lui của mình là ok. Đấy, đây. Chỗ mình ép xong rồi. Còn những cái này thì lên lúc mình ủi một đường bên thôi là nó sẽ xong luôn. Đó. Thôi thì cái đoạn ngày này thì mình sẽ làm một cái video khác anh em nhá. Đó, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả nhá. Ok, thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.